bạn, Thanh Huyền đang có mặt tại biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Không khí trong lành của buổi sớm mai mang lại cảm giác rất bình yên, ít nơi nào có được. Và bây giờ, Huyền đã có đủ năng lượng để bắt đầu một hành trình thú vị rồi. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Với chưa đến 1 giờ bay từ thành phố Hồ Chí Minh và 1,5 giờ bay từ Hà Nội, cùng nhiều phương tiện đa dạng như đường sắt, đường thủy, đường bộ giúp kết nối Bắc Nam cũng như 5 tỉnh Tây Nguyên, Quy Nhơn, Bình Định đang trở thành vùng đất lý tưởng cho du khách và nhà đầu tư trên khắp cả nước. Thưa quý vị, với ưu thế về tính kết nối và khí hậu biển tốt cho sức khỏe, nhiều người đã chọn Quy Nhơn làm điểm đến lý tưởng cho ngôi nhà thứ hai của mình. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo chân Thanh Huyền di chuyển vào một khu dự án đang nhận được nhiều sự quan tâm lớn trên thị trường. Lên đường thôi! Từ biển Quy Nhơn, đi dọc theo đường Nguyễn Tất Thành, chỉ mất vài phút để đến vòng xoay trung tâm. Đây là trục đường sầm uất nhất phố biển với hệ thống tiện ích đa dạng. Quý vị biết không, đường Nguyễn Tất Thành được xem là con đường lễ hội, nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa giải trí nổi bật của thành phố biển Quy Nhơn như là đường Hoa Xuân hay lễ hội bắn pháo hoa vào mỗi dịp lễ Tết. Phía sau Thanh Huyền chính là vòng xoay Nguyễn Tất Thành, Lý Thường Kiệt, nơi hội tụ của các tuyến đường chính ở phố biển. Đặc biệt, vị trí trung tâm của trung tâm này cũng chính là nơi tọa lạc của dự án Grand Center Quy Nhơn do tập đoàn Hưng Thịnh đầu tư và phát triển. Grand Center Quy Nhơn là tổ hợp căn hộ cao cấp, sở hữu lâu dài, có vị trí đắc địa bậc nhất phố biển với 4 mặt tiền đường bao quanh. Dự án cao 42 tầng, Grand Center Quy Nhơn còn hội tụ nhiều tiện ích ngay trong nội khu như hồ bơi, sky view, gym, spa, khu shop house. Nằm trong khu vực tăng trưởng bứt phá về kinh tế và du lịch, Grand Center Quy Nhơn vừa là căn hộ lý tưởng để ở, để nghỉ dưỡng và cũng là tài sản đầu tư đảm bảo giá trị vượt trội. Và bây giờ, hãy cùng khám phá không gian bên trong căn hộ Grand Center Quy Nhơn xem có điều gì thú vị nhé. Hey Siri, I'm coming home. Cảm nhận đầu tiên của Huyền khi bước vào căn hộ này là không gian sống hiện đại, màu sắc trang nhã, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Đúng nghĩa là ngôi nhà thứ hai. Với thiết kế mở đón ánh sáng tự nhiên và gió trời tươi mát, phòng khách là không gian chung hoàn hảo cho cả gia đình. Một điểm quan trọng trong mỗi căn hộ chính là phòng ngủ, nơi chúng ta được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Thanh Huyền rất thích không gian phòng ngủ ở đây. Tông màu trầm mang đến sự nhẹ nhàng, thư thái, giúp chúng ta có một giấc ngủ ngon trọn vẹn. Không những thế, quý vị còn có thể biến tấu phòng ngủ thành không gian làm việc. Đây sẽ là một ý tưởng thú vị khi xu hướng làm việc tại nhà ngày càng phổ biến, phải không ạ? Khu vực bếp, bàn ăn được sắp xếp gọn gàng khoa học sẽ là nơi lưu giữ những giây phút ấm áp sum vầy. Ngoài ra, nhà tắm sử dụng công nghệ thông minh có thể nhận diện sự có mặt của con người để tự bật hoặc tắt đèn. Đặc biệt, các thiết bị điện trong căn hộ còn được điều khiển từ xa thông qua hệ thống Smart Home hiện đại, chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên ứng dụng điều khiển. Đồng thời, tập đoàn Hưng Thịnh đã hợp tác với Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo hệ thống nhà thông minh tại đây được vận hành hiệu quả nhất. Thưa quý vị, Grand Center Quy Nhơn là một trong những khu căn hộ đầu tiên tại thành phố Quy Nhơn ứng dụng công nghệ Smart Home. Điều này sẽ giúp tiết kiệm điện năng và mang lại cho chúng ta một cuộc sống tiện nghi, thú vị hơn bao giờ hết. Ngoài ra, căn hộ một phòng ngủ sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho những gia đình nhỏ. Với cách bố trí vô cùng gọn gàng, tinh tế, căn hộ rất phù hợp với những ai yêu thích sự riêng tư. Hơn thế, còn đảm bảo khả năng cho thuê dài hạn, đem lại lợi nhuận cao khi Quy Nhơn đang thu hút đông đảo các chuyên gia trong và ngoài nước đến sinh sống làm việc. Một lần nữa, nhiều ưu thế về công nghệ Smart Home sẽ là điểm nhấn mang tính thời thượng cho các căn hộ một phòng ngủ này. Thanh Huyền tin chắc rằng Grand Center Quy Nhơn đã làm hài lòng tất cả quý vị, phải không ạ? Chính vì nằm ngay trung tâm phố biển, Grand Center Quy Nhơn được thừa hưởng rất nhiều tiện ích ngoại khu đa dạng. Sau đây, xin mời quý vị hãy cùng với Thanh Huyền dạo quanh một vòng nhé. Đi thôi! Từ Grand Center Quy Nhơn,
quý cư dân sẽ vô cùng nhanh chóng và dễ dàng tận hưởng hệ sinh thái tiện ích trong bán kính 1 km như khu phố tài chính, ngân hàng liền kề dự án, hệ thống trường học các cấp, sân vận động, trung tâm hành chánh, trung tâm văn hóa. Đặc biệt, thưa quý vị, hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị quy mô lớn tập trung tại đây đã đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí đa dạng. Không những thế, môi trường sống tại Grand Center Quy Nhơn được bao phủ bởi một màu xanh mát nhờ liên kề nhiều công viên lớn. Đặc biệt, công viên Hồ Bầu Sen chỉ cách dự án vài bước chân sẽ là điểm dạo chơi yêu thích mỗi ngày. Grand Center Quy Nhơn còn nằm gần các điểm tham quan nổi tiếng như Tháp Đôi Quy Nhơn, khu du lịch gành ráng Tiên Sa thơ mộng. Nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác của Bình Định như Kỳ Co, Eo Gió, Hải Giang, Chùa Linh Phong cũng chỉ cách dự án trong vòng 30 phút di chuyển. Và nói đến Quy Nhơn thì không thể không nhắc đến ẩm thực phố biển với những món hải sản vô cùng tươi ngon. Với cảnh sắc hoang sơ, non nước hữu tình, Quy Nhơn đang là điểm đến hấp dẫn, an toàn của du lịch Việt Nam và cũng chính là ngôi nhà thứ hai lý tưởng, sở hữu tiềm năng vượt trội. Hãy tạm gác lại những bộn bề cuộc sống để tận hưởng khung trời bình yên, êm đềm bên những người thân yêu. Đó chẳng phải là trọn sống mới mà mỗi chúng ta đều mong ước, phải không thưa quý vị? Grand Center Quy Nhơn, newly living standard.